Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 20% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn thành phố được đơn giản hóa, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm vừa qua, các cấp cơ sở đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Để người dân kịp thời nắm thông tin về hoạt động cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 1, quận Hải Châu đã đăng tải Bộ Thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền của phường lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://haichau1.danang.gov.vn, đồng thời thiết kế chuyên mục Hồ sơ một cửa, đăng tải công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, hướng dẫn hỗ trợ công dân giao dịch thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử, dịch vụ chuyển trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích. Trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi cán bộ công chức xác định rõ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính là bước đi tất yếu. Thì hiện nay thì thành phố đang đẩy mạnh hồ sơ cải cách hành chính theo cái cấp độ 3, cấp độ 4. Người dân đến thì những cái hồ sơ mà giải quyết trong ngày hay là giải quyết trong vòng 24 tiếng thì có thể mình linh động mình giải quyết ngay cho người dân và chờ lấy kết quả luôn trong ngày, trong lúc đó luôn. Cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phường Phước Ninh triển khai mô hình ngày thứ tư không hẹn. Cứ vào thứ tư hàng tuần, bộ phận tiếp nhận một cửa của phường sẽ tăng cường nhân lực để giải quyết hồ sơ cho người dân. Hai thủ tục hành chính được hỗ trợ lấy ngay trong ngày là thủ tục trích lục hộ tịch gồm trích lục khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ và thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Cái mô hình này rất là tiện ích, đảm bảo coi như là giúp cho người dân rút ngắn bớt cái thời gian chờ đợi. Và cũng mong rằng là không những một ngày mà có thể trong một tuần thì có thể tăng cái thời gian mà tăng cái ngày lên, chứ còn một ngày thì có thể là ít quá, nhưng mà trước mắt thì với thời điểm bây giờ thì một ngày rất là tiện lợi cho người dân rồi. Để tạo điều kiện cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính vào cuối tuần, nhiều phường trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai mô hình ngày thứ bảy tình nguyện. Với sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên, người dân đến giao dịch ngoài giờ hành chính sẽ được thực hiện đăng ký tài khoản công dân điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công. Mình sẽ hỗ trợ cho người dân bằng một phương pháp mà nó sẽ đơn giản hơn, đó chính là đăng ký tài khoản qua SMS. Sau đó, mình sẽ hỗ trợ người dân lưu tài khoản lại và đổi mật khẩu. Sau đó là sẽ hướng dẫn người dân một vài thao tác cơ bản như là công chứng giấy tờ, khai tử hoặc khai sinh. Có thể thấy, mỗi nơi, mỗi cách làm, nhưng tự chung vẫn là tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị của các cấp chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, PAR Index 2021, Đà Nẵng nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng PAR Index 2021. Để duy trì và phát huy kết quả này, thành phố luôn cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác cải cách hành chính ngay từ cấp cơ sở. Có như vậy, niềm tin và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với nền hành chính công mới được giữ vững.